Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ mang tới cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G sản xuất năm 2017. Xe có ngoại thất là màu nâu, nội thất ghế da màu kem. Các chi tiết tổng quan của nó thì vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao, xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Với phần đầu xe thì nổi bật với những chi tiết mạ chrome, rồi hệ thống đèn chiếu sáng dạng halogen, đèn sương mù dạng halogen. Cùng với đó dọc thân xe với những đường gân dập đổi, hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, mâm trang bị mâm hợp kim đa chấu với những chi tiết tạo hình ở phần đuôi xe, với hệ thống bóng đèn hậu, cùng với những cái phần tính năng an toàn có cảm biến, cam lùi đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể lùi xe một cách an toàn. Với hệ thống bóng đèn của chiếc xe được tạo hình, anh chị có thể thấy nó trông rất là nổi bật so với những cái phiên bản đời trước đây của chiếc xe. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng chợ ô tô Hòa Bình, địa chỉ đơn vị là 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Thông tin cụ thể về mẫu xe Corolla Altis phiên bản 1.8G số tự động sản xuất 2017 này, anh chị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ em để em có thể gửi cho anh chị và các bạn thông tin đầy đủ chính xác về thông số cũng như là pháp nhân của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể mang đi check kiểm tra. Đơn vị thì đã kiểm tra rất là kỹ càng các hạng mục rồi. Anh chị và các bạn mua xe về rất là yên tâm ạ. Cam kết giấy tờ, thủ tục pháp lý chuẩn chỉ, không phạt nguội, không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Với hệ thống túi khí an toàn của chiếc xe trang bị là 7 túi khí với tiện ích 6 loa giải trí cùng với rất nhiều tính năng an toàn như này, chống bó cứng phanh, EBD, rồi là đầy đủ những tính năng khác nữa. Để trải nghiệm thực tế đầy đủ, em mời anh chị và bạn có thể qua cửa hàng. Với những anh chị và các bạn mà không hiểu biết về xe thì mình nên mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể kiểm tra, đảm bảo an tâm cho mình mua được một chiếc xe với chất lượng tốt nhất và cái tầm tiền của chiếc xe thì nó hợp lý cho anh chị và các bạn. Với hệ thống ghế của chiếc xe với bản 1.8 cũng đã được trang bị hệ thống ghế chỉnh điện. Cùng với đó thì những phần tem mác rồi là hệ thống ốc bản lề, cột kèo của chiếc xe vẫn còn giữ được độ nguyên bản. Những đường nét về hệ thống gioăng cao su cũng như là cái phần chi tiết về hệ thống vô lăng, củ số của chiếc xe, anh chị và các bạn hãy cùng em quan sát. Với những phím bấm chức năng của chiếc xe được thiết kế thuận tiện cho anh chị và các bạn có thể thao tác đảm bảo an toàn khi lái xe trên đường. Màn hình được bác chủ nâng cấp lên cái màn hình Android rồi, sẽ đa chức năng giải trí hơn cũng như là tiện nghi ứng dụng cho anh chị và các bạn. Điều hòa tự động, cần số trang bị cần số zích zắc, phanh tay cơ. Đấy, những cái tiện nghi cơ bản của chiếc xe. Với dòng xe của người Nhật thì nó thiên về cái sự thực dụng, dễ sử dụng và dễ vận hành, ít hỏng phạt, đấy là một trong những cái tiêu chí. Những cái bác đã sử dụng về dòng Corolla Altis 1.8G này rồi thì có thể là comment xuống bên dưới về cái ưu nhược điểm để cho mọi người khi đang có nhu cầu mua chiếc xe này có thể là cân đối, nghiên cứu ạ. Đấy, thì thông tin của em thì em luôn công khai rõ ràng cho anh chị và các bạn để anh chị và các bạn làm sao có một cái thông tin chính xác nhất. Xe có như nào mô tả chuẩn như vậy để giúp anh chị và các bạn tiết kiệm được cái thời gian đi lại, cũng như là mang đến cái sự tin tưởng cho anh chị và các bạn. Với tất cả các chiếc xe cửa hàng đều khuyến khích anh chị và các bạn mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mình tin tưởng để kiểm tra, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn, ngập nước, mang đến cái sự yên tâm cho anh chị và các bạn trong quá trình sử dụng. Và với chiếc Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G sản xuất là 2017, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn trong tầm giá chỉ 495 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hết rất mong anh chị và các bạn xem qua clip ủng hộ em bằng một like, một đăng ký kênh, nhấn chuông để chia sẻ bài, rồi chia sẻ bài giúp em và góp ý những cái gì em chưa được để em có thể hoàn thiện hơn ở những video tiếp theo. Em rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới hết video.